xin kính chào anh em thượng ông ống nhựa đông hoàng phương và anh em là ống nhựa đông hoàng phương nên muốn báo giá công khai giá tốt cho anh em thượng ong về các mẫu sản phẩm ống nhòm mà em phân phối ra tại thị trường bây giờ em có tập trung vào bán mẫu ống nhòm này chuẩn bị vào vụ uh, cuối vụ ong và đầu sang vụ ong sắp tới vào ra tết thì vụ ong nó bán nói chung là ra tết vụ ong sắn rất là nhiều anh em thượng ông là muốn mua cái ống nhòm sắn ong nâng đời hay như thế nào có thể gọi cho em sớm nhất này video báo giá nhanh cho anh em xem qua những mẫu ống nhòm Nikon B7, M7, ZX Và các bác cứ hỏi bên em là có M7, B7 hay ZX không Thì có mẫu gọc các bên em có sẵn rất là nhiều em có về được hàng anh em này Đây là mẫu phiên bản ZX, hộp của ZX anh em nhá Hộp của ZX này Hộp của ZX Và em về được tầm khoảng rất là nhiều ZX cho anh em thử ong luôn Rất là nhiều Em về tầm một chục chiếc ZX Thì một chiếc ZX bây giờ nhập vào nó là tầm khoảng hai mấy triệu rồi Mười con ấy hai trăm Nó tầm khoảng gần 200 rưỡi gần 250 triệu rồi em nhập bóng nhòm gì rất là nhiều và đây là phiên bản ống nhòm mà đây là con ED Captor mức giá rất là hợp lý cho anh em thợ ong một con e cây vay để sẽ đóng nhòm cho anh em con này đang để giá tốt cho anh em thợ ong này 2 triệu tư anh em nhá 2 triệu tư một con ống nhòm e cây mức giá 2 triệu tư tiếp theo là một con phiên bản ED cao cấp 142 trừ nhìn 326 ST con này sao ong thì cực kỳ nét cho anh em rồi kính là kính ED và khi anh em đặt hàng sẽ có một cái giấy tờ bảo hành 2 năm cho anh em thưa ông về bảo hành sản phẩm Hoàng Phương anh em yên tâm đặt hàng bên em này các bác nhá yên tâm đặt hàng bên shop Hoàng Phương của em mức giá cả luôn cầm được giá hợp lý nhất cho anh em thưa ông một con cống nhòm ED ED Capter ED à, cao cấp kính đỏ con này là mức giá siêu là siêu là 4 triệu hai anh em nhá 4 triệu hai con này này mức giá rất hợp lý cho anh em luôn video hôm nay là chỉ có video hôm nay thôi 4 triệu hai sau một cái video hôm nay thì mức giá sẽ tăng lên anh em thưa ong nhá tăng lên và một con phiên bản nâng cấp một váy xanh màu đỏ mức giá này em vẫn giá giao lưu với anh em tự ong luôn mức giá hợp lý anh em nhá một con ad nâng cấp hay vạch cam cho anh em thử ong con này thì mức giá hợp lý cho anh em là để cho anh em mức giá thử ong là video nên liên tục cho anh em luôn mức giá là 5 triệu 950 000 đồng mức giá giao lưu cho anh em 5 triệu 950 000 đồng mức giá luôn cầm được giá tốt nhất phiên bản nâng cấp anh em nhá 5 triệu 950 000 đồng rất là hợp lý cho anh em Tiếp theo là một phiên bản Nikon P7 Một con P7 Này anh em này, kính phủ xanh này Rất là cao cấp, Nikon P7 rất là nhẹ Con này mức giá là 4 triệu 9 anh em nhé Mức giá sale là 4 triệu 9 Chỉ có video này thôi, sale 2 chiếc duy nhất 4 triệu 9 Anh em nhanh tay đặt hàng video này, sale 2 con duy nhất Đầy đủ bóng vạch ở thân ống nhỏ cho anh em thử không Nikon P7 4 triệu 9 4 triệu 9 Tiếp theo là một phiên bản Nikon Monop M7 m anh em này, con này 17 mua lớp đi công này. Con này thì em nhập chính xác 100% của đi công. À đi công mua lớp 17 142. Con này nó để mức giá tốt cho anh em thử ông là đợt đánh đi công giá nhập tất cả bên cao, họ đã bên bán tổng khoảng 12 triệu. Em phương vẫn bán giá tốt cho anh em là 11 triệu 500 đồng Tất cả sẽ được bao ship bỏ anh 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em phương, mua lớp 17 cho anh em thử ông này. Rất là hợp lý cho anh em ông ong các bác nhá. Mua lớp 17 là 11 triệu rưỡi và một phiên bản là Z con quýt HD 14 2 rất là hợp lý cho anh em thượng ông con này là made in get man. rất là hợp lý cho anh em thượng ông con này thì giấy ít này con này thì em không phải nói nhiều rồi anh em là một thượng ông thực sự muốn chơi mà muốn cần mức giá tốt thì có thể gọi cho em trực tiếp một con dễ ít em thì công khai con dễ ít này là mức giá này là 25 triệu 500 anh em thượng ông nhé và bảo hành 5 năm cho anh em con này thì bảo hành 5 năm đặc biệt con dễ này bảo hành 5 năm cho anh em thượng ông con này thì cực kỳ ok anh em nhé anh em nào mà cần thì em sẽ tư vấn kỹ càng anh em gọi cho em hoặc là các bạn zalo cho em các bạn nhé là 25 triệu 500 một con dãy ít em về số đơn hàng rất là nhiều tao bảo 10 chiếc rồi anh em thử ong em hỏi sự nó no hết hàng đâu anh em thử ong nhá anh em nào là hàng có thể gọi cho em qua số hôm nay trực tiếp để anh em tư vấn như tình cho em con ống nhỏ sao nào em tư vấn cho anh em anh em thử ong nhá anh em nào mà cần thì gọi cho em sớm nhất cảm ơn anh em thử ong